kênh thông tin giải trí tổng hợp. Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các anh chị, các bạn. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Hôm nay thì mình có một cái chia sẻ rất là hay gửi đến quý vị. Đó là mình vừa nghĩ ra một cách lồng ghép một cái hiệu ứng vào trong cái Camtasia để tạo cái hiệu ứng cho webcam mình thêm đẹp. Đó là cái phần mềm webcam mắt này. Thì đây là một cái phần mềm nó có bản quyền thì chúng ta phải mua. Còn nếu như chúng ta không mua thì là chúng ta sẽ phải bẻ khóa. Nhưng mà mình cũng không biết bẻ khóa hồi xưa thì mình cũng nhờ ta làm ta cho. Thì cái này từ các bạn nghiên cứu thôi. Tại vì cái trên YouTube này mà nó nghe cái vụ bẻ khóa chứ đi ăn cắp là nó ghét lắm. Cho nên là cái vụ đó thì mình cũng không có dám chia sẻ về cái vấn đề mà bẻ khóa để mà lấy phần mềm ha. Mình chỉ nói là đầu tiên mình tải cái phần mềm webcam mắt xuống đây. Nếu mà không có sử dụng cái webcam mắt này, mình sẽ mang Ricam hay cái phần mềm mà webcam nào cũng được ha. Thì mình nghĩ là cái này mình làm được thì cái khác cũng làm được. Thì sau khi tải cái phần mềm này rồi á, thì các bạn còn một cái nữa là các bạn phải chuẩn bị một cái camera. Thì đây là cái camera mà mình mua là có không tới 200 ngàn. Mình đã sử dụng 4 năm rồi nó vẫn chưa có hư các bạn. Thì khi các bạn gắn cái camera này lên thì các bạn lưu ý một cái là các bạn phải làm sao để cái bóng đèn này nó chiếu thẳng về mặt của chúng ta. Thì cái hiệu ứng của cái webcam này mới bám sát mặt mình được. Còn nếu mình để mà cái bóng đèn nó nghiêng một bên á thì sẽ không có cái hiệu ứng webcam, nó không có bám sát vô mình được ha. Một cái nữa là khi mà gắn cái camera này lên trên máy rồi á, các anh chị và các bạn lưu ý là nó có cái vòng tròn đây để mình lấy nét. Mình sẽ vòng qua trái hoặc qua phải để mình lấy nét webcam cho nó rõ ha. Thì chúng ta chỉ điều chỉnh một lần thôi. Lần sau thì mình mở máy lên là mình sử dụng luôn, mình không phải điều chỉnh cái camera này nữa. Rồi sau khi có phần mềm rồi, phần mềm webcam mắt rồi, có cái camera rồi, thì khi mình mở Camtasia ra màn quay màn hình thì để mình cho cái mình quay trực tiếp á, thì mình có thể làm các hiệu ứng để mình giới thiệu quảng cáo phần đầu video cho nó đẹp, hoặc là mình trang trí trong cái video mình một cái đoạn nào đó chẳng hạn. Thì từ trên xuống dưới mình chưa có làm cái con chuột mà có cái bóng màu đèn vàng. Mình tạm thời còn xài cái con chuột là nó có cái mũi tên hơi khó thấy một chút, các bạn chú ý ha. Thì bên trái của webcam này nè, từ trên xuống dưới thì cái ba cái hàng trên á thì mình không có quan tâm mấy. Từ cái chỗ mà cái mũ này chạy xuống thôi ha. Thì mình bấm vào đó thì nó ra cái bên trái rất là nhiều hiệu ứng. Ví dụ như là mình đây là cái kiến thì mình đeo mắt mình thấy không? Màu vàng thấy không? Đó. Đó là một cái cách để vừa là trang trí vừa là treo mặt mình nữa. Mình không thích thì mình bấm dấu chéo ở đây. Mình tắt mình bỏ. Rồi hay là mình thích cái hiệu ứng khác thì mình lại bấm nhấp hai lần. Thì nó lại vào, nó lại lên cái hiệu ứng đó, trong con mèo thấy ghê quá ha. Đó. Rồi xong đó mình bật tắt thì mình bấm dấu chéo ở bên đây nè các bạn. Dấu chéo này mình bấm bên đây mình để mình tắt nó ha. Rất là nhiều các bạn kéo xuống đây cả mấy chục cái hiệu ứng. Rất là nhiều luôn. Thì mình tha hồ mình lựa chọn ha. Ok nè. Cho thấy không? Rồi tiếp theo mình sẽ trên cái dài mình từ từ cái nón kéo xuống dưới là chỗ con bướm này. Thì trong này có rất là nhiều cái hình ảnh rồi mấy cái hình rất là ngộ nghĩnh. Có những con bướm chẳng hạn mình kéo đi đâu thì đi theo mình đó, theo ý của mình ha. Mình không thích thì mình tắt, mình bấm cái dấu chéo này nè các bạn, dấu chéo đây mình tắt nha. Hoặc là những con ớt nè, những con này mình kia mình thích con gì đó thì mình sẽ bấm vào mình cho cái webcam mình cho nó nhảy lung tung lên cho nó vui mắt ha. Mình không thích thì mình bấm cái dấu chéo chỗ này mình bỏ nha. Mình thích nhất ở đây là cái hiệu ứng
gương nè. Đó. Thí dụ như là trong Camtasia thì nó có cái hiệu ứng gương, nhưng mà mình phải làm hai ba động tác thì nó mới ra được. Còn trong khi đây mình bấm bấm cái màu thì bạn thấy không? Là nó sẽ có gương chiếu ra ba hình luôn, thấy không? Đó, rất là đẹp xẹt như cái bông vậy đó ha. Để chúng ta là để quảng cáo nè, hoặc là làm cái banner cho cái video của mình hay gì cũng rất hấp dẫn ha. Chúng ta không thích thì chúng ta sẽ sắp nhấp đúp hai lần chúng ta bỏ ha. Đó, rồi tiếp tục chúng ta chọn cái hiệu kế bên. Rất là nhiều hiệu ứng, hàng mấy trăm hiệu ứng luôn các chị. Quá trời nhiều luôn, thấy chưa? Rất là đẹp luôn ha. Mình biết cái webcam này mình sử dụng rất là lâu rồi, nhưng mà mình chỉ để ở ngoài thôi, mình không nghĩ rằng mình sẽ lồng ghép nó vào trong cái Camtasia này để mình quay trực tiếp được. Mà sau khi hôm qua mình nghiên cứu được cái này mình thấy rất là vui. Rồi mình mò mẫm nguyên một ngày trời. Để bữa nay mình nên chia sẻ cho mọi người. Đó, đây là cái một cái hình đa giác, rất là trong suốt, và mình ở trong cái hình đa giác này rất là đẹp. Hoặc là cái hình này giống như cái hộp xì ngầu ha. Cái hộp xì ngầu, lắc xì ngầu đó. Mình ở trong cái hộp xì ngầu, mình như một cái khối thủy tinh vậy các bạn ha. Rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Mình có thể dùng những cái hình ảnh này thì mình chèn thêm chữ để mình làm cái bản quảng cáo cho cái video của mình ha. Đó, thấy không các bạn? Rất là ngầu ngầu, rất là đẹp luôn ha. Mình làm gương chiếu hai người rồi ha. Rất là nhanh. Rất là nhanh, thao tác rất là nhanh. Các bạn có thể quay ngoài cái này xong rồi các bạn mới kéo vào trong Camtasia để làm video, hoặc là làm trực tiếp thì mình quay, nếu mà chiếu trên màn hình thì mình sẽ làm cách như là làm đặt làm cho các bạn xem ha. Thấy cái hình cũng rất là đẹp. Nó có hai cái cánh mở ra như hai cái cửa hai bên. Rồi ở dưới có 10 người ha, rất là đẹp. Còn dưới đây là cái hình méo mó. Cái hình méo mó này là dành cho khi nào mà mình không muốn người ta thấy mặt mình á, thì mình che mặt, mình sẽ làm cho méo mó. Các bạn nhớ là nhấp đúp hai cái vào cái hiệu ứng thì nó sẽ tắt ha. Đó, thấy ghê không? Ở dưới này còn rất là nhiều anh chị các bạn. Hoặc là mình muốn ngồi ngược, mình muốn hình ngược thì sẽ bấm vào cái hiệu ứng ngược ha. Còn ra ở dưới này cái phần bên dưới này chúng ta thấy còn rất là nhiều cái hiệu ứng khác. Đây là cái hiệu ứng gì, những cái vương miện hoặc là những cái chữ đội trên đầu của chúng ta. Các anh chị thì từ sẽ mình nghiên cứu. Còn đây là cái mặt nạ. Ví dụ như mình sẽ có mặt nạ cô gái. Đó, mình không muốn người ta thấy mặt mình, lấy mặt nạ cô gái bắt vô mặt mình ha. Đó. Hoặc là mặt nạ con ma, con quỷ. Thì ghê ha. Rồi ở dưới này thì mình sẽ có những cái hiệu ứng khác nữa. Ví dụ như là ma mị một chút thì có nhờn văn nè. Hoặc là có những cái bóng người đứng khuất sau lưng của mình ha. Đó, thấy có bóng người đứng khuất sau lưng mình. Rồi là có cái kiến, cái cửa sổ hay là cái cửa kính nhà mình bị bể ha. Hay là làm cái tivi. Có cái tivi rồi mình vào cái tivi mình ngồi, mình muốn cái này nó rộng rộng mình đâm kéo ra anh chị. Nó có cái khung bên ngoài mình kéo rộng ra và cái tivi mình ngồi ha. Rất là nhiều hiệu ứng luôn. Hoặc là mình muốn là một cái cô gái là cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau á thì mình chèo cửa sổ mình ngồi. Cũng rất là đẹp. Hoặc là mình muốn làm mùa đông tuyết rơi thì sẽ có những cái tuyết rơi ha. Rất là nhiều hiệu ứng cả nhà ơi.
rất là nhiều lắm luôn á. Đây là cái hiệu ứng mà giống như ra đó là rất là nhiều cái thiệu các bạn rất là nhiều cái hiệu ứng rồi cái sân khấu mình giả bộ mình lên sân khấu mình ngồi rồi ở trong cái hàng ghế ngồi để mình trình diễn ha. Hoặc là mình ở trong TV có mọi người đang xem mình ở trong TV ở nhà ha. Thì mình thấy là đây là một cái cách để mình lồng ghép vào trong cái Camtasia để mình quay màn hình trực tiếp chia sẻ với các bạn về các cái đề tài. Nó cũng rất là hấp dẫn, nhìn nó rất là đẹp. Thì Mong các bạn sẽ thành công, sẽ bắt chước mình và thành công. Thì cái bài chia sẻ của mình đến đây tạm dừng ha. Chúc các anh chị và các bạn nhiều sức khỏe và nhớ ủng hộ kênh cho mình nhé. Comment, like và subscribe để cho mình có thêm động lực để làm video khác các bạn ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.